Hello, hello, xin chào mọi người ha. Thì để cho nó kết thúc cho một anh khách đã gửi cho Hiếu ha. Như clip Hiếu vừa đăng á, clip vừa đăng mới nhất á, là có làm cây hitachi, cái nấm đậu chiều á. Thì giờ là đến cái khúc cây Makita ha. Thì Hiếu thông báo cho anh biết ha, là cây Makita của anh là tình trạng nó rất là hoàn hảo, ok, không bị gì cả ha. Nó chỉ là không có cái anh ghi trong đây á, anh ghi trong đây là hư cấp độ trượt, thì thực chất là nó không phải nó hư ha, chẳng qua là không biết là có ai tháo ra hay là tự động nó văng ra thì hơi khó, hiếu nghĩ là hơi khó, không thể nào văng được đâu. Chẳng qua là có người nào tháo ra, không biết phải anh hay là ai đó, thì khi ráp lại ráp không đúng hay sao đó thì nó bị thiếu cái miếng này ha. Đó, cái miếng này nè, nó văng ra chỗ khác chứ không phải là thiếu ha, thiếu nó kiếm ra được. Đó là nó nằm ở vị trí này, nằm ở vị trí này, cái miếng dấu ớ đó, đó nằm ở vị trí này ha. Đó thì những cái rãnh này, những cái rãnh tập tập này nè, đó những cái răng răng này nè, thì nó mới trượt vô ngay chỗ cái dấu ớ mà nó nhô lên thì nó mới kêu tập tập. Thì anh nghĩ là nó hư, thực chất nó không phải hư, cái con này là nó là cấp độ ngắt lực chứ không phải là trượt anh ha. Đó, con này cái đời máy này là đời ngắt lực ha. Đó anh thấy ha, khi mà mình vặn vào ha, anh em thấy ha, khi mình vặn vào như mình nhẹ ra thì cái chỗ này nè, để lấy cái đồ vít của chị đó, nó có cái nút này nè, nó sẽ nhấn vô từ từ, mở ra thì nó sẽ nhẹ lên từ từ, là ngắt lực thôi. Và cái dấu ớ này nó giúp cho mình cố định khi máy mà hoạt động. Cái dấu ớ lúc nãy á, là khi mà máy mình hoạt động nó không có tự tự quay ha. Đó chứ thực chất ra là nó không phải là cấp độ trượt mà là chức năng ngắt lực đó, nó chỉ có như vậy thôi. Và máy của anh á, thì em chỉ có vệ sinh nhìn vỏ và lau chùi sạch sẽ, nó có bụi với lại mỡ thừa nó dư ra, nó văng ra, chứ cái bên trong động cơ bên trong thì rất là còn ok lắm, có nghĩa là mỡ vẫn còn ok nên không cần phải vệ sinh ở bên trong làm gì anh ha. Và của Hiếu cũng nhắn nhủ anh em ha, nếu mà anh em có vệ sinh cái cây vít gập như thế này, tất cả các loại vít gập luôn, mà cụm số nó nhiều như thế này là chuyển qua ba cấp nhông á, thì anh em phải hết sức là chú ý những cái chi tiết nó nhỏ lắm, tại vì những cái nhông đó có nhông nhựa, nhông sắt, nó lung tung lăng tang trong đó anh em. Thì khi mà anh em tháo cái nhông, cái mặt nhông, thí dụ như hiện trạng cái máy nó không có kêu rọt rọt, chẳng qua là chỉ là có là hơi khô dầu, cái tiếng nó khô dầu khác, còn cái tiếng mà nó bị vân, bị vân hoặc là móc méo cái nhông nhựa nó khác anh em ha, có anh em phải tự cảm nhận được. Thì nói thật lòng mà nói á, vệ sinh cái nếu mà phải bung ra vệ sinh này nó còn khó hơn là vệ sinh cây ba chức năng cấp độ trượt ra anh em. Đó, nhông số này nó cũng giống y nhau, chẳng qua là nó lại giảm lại là cấp độ nhỏ hơn thôi, có nghĩa là cái những cái nhông này nó nhỏ hơn những cái nhông của mấy cái máy lớn thôi, chứ thực chất ra thì nó đều là ba cấp độ hoặc là hai cấp độ hết ha. Thì Hiếu nói đây cái độ khó của nó, ví dụ anh em lật cái nhông nhựa, lấy cái nhông nhựa ra nó ở mặt nào thì anh em nên khi gắn lại cũng y chang mặt đó, chứ anh em đừng có lật qua lật lại ha, thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn em lật qua lật lại á, nói chung là cũng có thể lật được, nhưng mà nó mà chỉ cần vinh vinh váo váo một tí xíu thôi, là cái nhông nhựa mà mình bóp cò, mình nhấn nút cò cho nó chạy á, là nó sẽ tạo ra một cái vết hằn. À, một cái vết lành, ví dụ mà mình gọi là thuộc dạng gọi là mình gắn sai á, mà khi mà có vết hằn đó rồi á, là nó suốt cuộc đời cái máy này nó có cái tiếng kêu kỳ lạ lắm ha, nó không có êm như lúc đầu nữa đâu, tại vì nó là nhôm nhựa anh em ha. Rồi và cái chi tiết mà thí dụ anh em mà muốn ráp á, anh em ráp tới cấp độ nào, anh em lấy cái đầu đầu anh em quay, ví dụ như đầu nó khóa lắp lại nó không cho quay, thì anh em thọt cái ngón tay vô, anh em vê vê những cái nhông bên trong á, để cho nó quay tròn quay tròn quay tròn, nên em phải cảm nhận được là nó bằng, nó đều, nó quay nhẹ, thì anh em phải ráp cấp thứ hai. Đến cấp thứ hai anh em ráp xong, anh em lại cứ quay 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 bằng tay ha, nó quay ok thì anh em mới bắt đầu ráp cấp thứ ba là cấp kết thúc á. Đó thì cái máy mình nó mới là ok ha, tại vì nói chung là Hiếu hồi đó lâu lắm rồi Hiếu có ráp cái con Nathanol vít gập Nathanol anh em 346 á, đó thì Hiếu bị một lần nên là Hiếu đã rút kinh nghiệm được, đó là nó
tuy mình nhìn thấy nó nhỏ nhỏ, nó nghĩ là dễ chứ thực chất không phải anh em, nó còn khó hơn. Tại vì vướng cái nó là nhôm nhựa quá nhiều ha. Chỉ cần một hạt cát, một hạt bụi gì đó thôi mà nó dính vô bên trong là cái máy mình nó kêu xàm lên nè, nó kêu không giống như ban đầu nữa đâu anh em. Có nghĩa là nó kêu ồn hơn. Còn mình mà sạch sẽ là cái thứ nhất, cái thứ hai là vị trí nhông lúc đầu nó đặt mặt này, anh em cứ để ý mặt đó luôn. Anh em tháo cấp độ nào ra, anh em cứ đặt ngựa lên hết, ngựa lên hết thì khi mình ráp lại mình cũng ụp lại y chang như vậy. Thì cái máy nó hoàn hảo ha. Đó thì sẵn đây thì Hiếu cũng nói là máy của anh Hiếu không có vệ sinh bên trong ha, bên trong nó rất là hoàn hảo nên không vệ sinh làm gì ha. Hiếu chỉ có là vệ sinh dàn vỏ và lau chùi sạch sẽ đi. Đó. Là chỉ có vậy thôi. Còn pin thì cũng nói cho anh biết luôn. Thì hai cục trong đây anh có ghi là ở trong đây anh có ghi là pin anh coi lại giùm em, một cục zin, một cục đóng lại mà không chạy, đóng lại hai cục luôn. Thì em xin đính chính cho anh biết là một cục xài được ha, còn một cục thì chết pin thì đúng, nhưng mà còn một cục là vẫn xài được ha. Điển hình như cục này ha, là cục này xài được và em cũng sửa nhẹ lại thôi, tại vì cái chỗ này nó hơi nguy hiểm tí xíu nè, nó nhô nhô cao cao lên rồi nó có một cái miếng miếng dán dán lên, rồi mình với đưa cái chân trên này, trên sạc nè đó, đưa vô đây, móc vô đây đó, nói chung là phải che chắn lại ha, chỗ này nó hơi bị nguy hiểm tí xíu. Còn một cục thì Hiếu sẽ đóng mới cho anh và Hiếu sẽ cũng sẽ liên hệ tới anh để sẽ hỏi là anh sẽ đóng đóng pin loại gì ha. Đó là cái video này nó cũng khá là ngắn ha, tại vì nó chẳng có gì mà hư cả. Hiếu muốn đính chính, Hiếu muốn nói cho anh biết là máy của anh không phải là cấp độ trượt mà là cấp độ ngắt lực ha. Thì cuối cùng thì Hiếu cũng phải lắp máy lại để Hiếu test thử coi là khi mà có cái miếng này nó chắn lại rồi thì ngắt lực nó có ok hay không ha. Chứ lúc đầu thì đúng là ngắt lực lúc được lúc không. Hiếu nghĩ là do là đúng là cái bệnh mà Hiếu đoán đó, không có cái miếng đó, không có cái miếng mà nó cố định cái vòng quay này lại á. Cái khi mà mình hoạt động máy á, nó rung 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 cái này nè, thì cái cục này nè, đó, nó giống như là một cái nút công tắc nhấn vậy á, nó có thể cảm nhận được. Có nghĩa là mình nhấn càng sâu xuống thì là cấp độ trượt nó sẽ càng nặng, cấp độ ngắt lực của nó sẽ càng nặng, còn mình nhẹ ra thì cấp độ ngắt lực nó càng 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 yếu. Có nghĩa là chỉ cần vặn nhẹ cái là nó sẽ ngắt lực, vặn nhẹ cái là sẽ ngắt lực, nó là như vậy ha. Rồi bây giờ chắc cùng chờ để Hiếu ráp cái bộ máy này lại, rồi Hiếu sẽ test thử là cái ngắt lực có ok không ha. Còn đóng pin á thì nó đơn giản lắm em, những cái hệ pin của Makita mà vít gập như thế này á, nó không có mạch ha, nó không có mạch gì hết, chủ yếu nó là có cục sạc bên trong, nó chỉ có một cái con máy xo nhiệt này thôi à, đó nó chỉ có một con máy xo nhiệt này thôi, nó rất là đơn giản, không có gì khó hết, nhưng cũng chẳng có gì mà để phải quay khi mà đóng pin ha. Rồi giờ Hiếu xin phép tạm ngừng để Hiếu ráp cái máy ha. Và bây giờ Hiếu ráp được một cái máy ha, sử dụng một cái cục pin mà Hiếu nói là vẫn còn xài ok ha, vẫn xài được ha, không cần phải cắm lại. Thì Hiếu sẽ test cấp độ trượt ha, cấp độ ngắt lực. Đó, bây giờ thì đã kêu tạch tạch rồi ha anh ha. Đó, tạch tạch nè. Hiếu sẽ test cấp độ số 1 ha. Đây, số 1. Đó, bóp cò nè. Kêu tạch một cái, Hiếu thả ra ha. Đó, tay vẫn vẫn bóp nhấn nút cò nè, mà không chạy nè. Thả ra nhấn nó chạy. Hiếu sẽ tăng lên cấp độ số 5. Đó, cũng vậy ha. Tạch nè rồi, có nghĩa là máy của anh là hoàn hảo ha, bình thường không có gì hết. Rồi thì video của Hiếu chắc tới đây chắc cũng xin kết thúc ha, chúc anh em thành công ha, xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo, xin chào.